Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi tham quan tiếp chùa Thiền viện Thường Chiếu. Xin mời các bạn cùng mình tham quan. Được, nhà có hai con sư tử đá trắng đẹp. Mấy tấm bia mộ, bia đá này tỉnh hành văn các thơ của nhà chùa về Phật. Đây tấm bia đá của nhà chùa nữa là các bạn ơi. Tâm kinh trí tuệ cứu canh rộng lớn. Và cái đó, cái bia mộ có những cây tha la và cỏ trái. Cây bên kế là cây này có bông luôn các bạn ơi. Quay cái trên không được, nó tối quá các bạn xem không được. Trên nó có bông nhiều lắm, mình quay tới đây được tới đây nó khúc trên nó tối hủ. À, đây có cái nhà chuông, có cái chuông nhỏ nhỏ à, có tên là Chúng Lệnh. Cái chuông nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là mình đang quay là ở ngoài chùa, ở mé bên trái nha các bạn. Đây là cũng cái nhà các trụ trì, sư thầy, các sư huynh, sư đệ nghỉ ngơi. Đây các cây kiện của nhà chùa trồng xung quanh chùa.
đây có cây thala nữa, được một trái thala. À, mình để mình đi vòng qua cái hồ cá cho các bạn xem. Qua hồ cá kiển cho các bạn xem. Đây có lăng rừng. Ở lăng rừng này có một cái bông nè các bạn ơi. Đây lăng rừng đây. Bữa hôm mình vô là bữa hôm mình thấy chỗ kia là bán lăng rừng bông rất đẹp. Lăng này chưa có bông. Đây tới hồ cá rồi các bạn ơi. Đây cá kiển rất là đẹp. Có cây cầu xinh xinh. Cầu Đại Mai. Mình đi qua cầu nha các bạn. Đây có hàng hòn đá to to. Hòn đá trắng to to. Đây. Đây có những cây kiển bonsai. Ở đây có tên à? Thí Vi Đình.
mình xin được kết thúc video tại đây. Các bạn xem thấy hay, like và đăng ký. Xin chào tạm biệt các bạn.